Hà Huyên là đăng ký nữa, còn chi gì lên. Đấy nhá, mình quay cho bạn cái một cái clip quay vòng quanh cái cây đấy nhá. Hiện tại thì cây nó cũng đang, đất nó đang hơi bị lì. Mình cũng muốn thay vào cái đất này đấy, nhưng mà nếu mà bạn lấy thì bạn phải về bạn tự thay lấy nhá. Đó, nên là cái phát đọt nó cũng hơi không được mạnh lắm. Giờ mà thay được cái đất cái thì cây nó phát lên nhanh lắm. Thời tiết bây giờ nó đang ấm áp nên là cây nó đang đang đúng vào cái mùa phát của nó đấy. Đấy, mình quay cho bạn một vòng vòng quanh như đấy. Đây, quay cho bạn một lượt nữa này. Nó đang có một số cái đợt đang phát. Đấy, góc nó đây.